Sáng ngày 25 tháng 9, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa lớn từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cũng theo cơ quan khí tượng, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Dự báo, sáng ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ vào đất liền. Chiều ngày 25 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều tối ngày 25 tháng 9, ở Vịnh Bắc Bộ cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động. Trên đất liền, từ khoảng tối ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 đến 7,